Kính thưa quý vị, chương trình toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine hôm nay của DKN xin được gửi tới quý vị những thông tin cập nhật đáng chú ý sau đây. Ukraine cho biết quân phòng thủ của họ đã thành công ở một số khu vực. UAV trinh sát của Mỹ bị phát hiện gần bờ biển Crimea. Chỉ huy của Ukraine nói các đơn vị Stormjet của Nga đang thu gọn vùng xám bằng chính thân xác của họ. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ cho biết Ukraine phản công ở ít nhất hai khu vực. Cũng theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, không gian thông tin của Nga đã rút kinh nghiệm từ sai lầm trong quá khứ. Bồ Đào Nha đã viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều hơn khả năng của họ và Loka-32 dù không hoạt động tốt cũng có ý nghĩa lớn vì điều này. Phân tích khả năng dùng hệ thống điều khiển từ những năm 80 cho xe tăng Kamikaze của Nga Vội vàng vũ trang cho Ukraine, vũ khí mua nhưng không được giao hoặc không thể hoạt động được. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị! Kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích các bản tin của DKN, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về các bản tin cập nhật mới nhất. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình Toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine sáng ngày 22 tháng 6 của DKN. Kính thưa quý vị, Ukraine cho biết quân phòng thủ của họ đã thành công ở một số khu vực. Theo thông báo chính thức của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Malia cho biết, các binh sĩ của lực lượng phòng vệ Ukraine không ngừng tiến hành các hành động tấn công theo hướng Melitopol và Bikdiansk. Và trong 24 giờ qua, họ đã đạt được một số thành công ở những khu vực này, tự bảo vệ được các danh giới đã đạt được. Theo lời của bà Malia, ở phía đông, lực lượng vũ trang của Ukraine đang kiềm chế một cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Nga, đó là ở các hướng Liman và Bakhmut. Những trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở gần khu rừng Yampolivka và Serebriansky ở vùng Donetsk. Ngoài ra theo hướng Bilogorivka và Sipailivka của Luhan, quân đội của Ukraine nhờ các hành động tấn công trả đũa đã đạt được một số thành công. Ngoài ra những khu vực phía đông vẫn là ưu tiên của quân đội Nga vì họ có ý định tiến vào biên giới hành chính của các vùng Donetsk và Luhansk. Thứ trưởng Quốc phòng của Ukraine còn lưu ý rằng tình hình ở Bakhmut vẫn không thay đổi và một số cuộc giao tranh diễn ra hàng ngày, nhưng cục diện đối đầu vẫn ổn định. Chuyển đến một tin nóng đáng chú ý khác. UAV trinh sát của Mỹ bị phát hiện gần bờ biển Crimea. Một máy bay không người lái trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã được phát hiện gần bờ biển của bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng. Theo trang tin 24TV các nhà báo đã công bố chi tiết này vào ngày 21 tháng 6. Hiện chưa rõ mục đích của sự hiện diện của UAV trinh sát của Mỹ trên không phận này. Như đã biết, Global Hawk được trang bị hệ thống trinh sát và giám sát tích hợp HISA. Một trong những nhiệm vụ chính của UAV này là phát hiện các khu vực phòng không. Lưu ý rằng Hoa Kỳ tiếp tục thu thập thông tin tình báo quan trọng cho Ukraine. Tuy nhiên sau khi Hoa Kỳ mất máy bay không người lái đắt tiền MQ-9 Reaper ở Biển Đen, thì người Mỹ đã quyết định gửi một máy bay không người lái khác RQ-4 Global Hawk đến cùng khu vực. Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Hoa Kỳ sử dụng máy bay loại Global Hawk để trinh sát dọc theo đường phân định ở Donbass, cũng như để giám sát các tàu của Nga ở Biển Đen, Baltic và cả Địa Trung Hải. Tin tiếp theo, chỉ huy Ukraine nói các đơn vị Stormjet của Nga đang thu gọn vùng xám bằng chính thân xác của họ. Yuri Fedorenko, chỉ huy đại đội máy bay tấn công không người lái Asin thuộc lữ đoàn cơ giới hóa riêng biệt thứ 92 của Ukraine đã lưu ý rằng trong hơn 2 tuần, quân đội Nga đã cố gắng tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine bằng các đơn vị Stormjet. Ông Fedorenko đã nói điều này trên sóng truyền hình. Ông cho biết, ở hướng Kupiansk, 2 tuần trước, đối phương đã nối lại các hoạt động tấn công. Người Nga đang tấn công bằng các đơn vị Stormjet. Đây là những đơn vị gồm những người đã bị tước quyền tự do hoặc đang bị điều tra trên lãnh thổ Liên bang Nga nhiệm vụ chính mà lực lượng chiếm đóng của Nga đặt ra trước mắt họ là tiếp cận các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine. Đây là những đơn vị được sử dụng để làm giảm vùng xám. Theo chỉ huy đại đội, khi quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công, việc giả phá bom mìn được thực hiện bởi các kỹ sư, công binh với các thiết bị kỹ thuật. Sau đó, dưới sự che chở của xe bọc thép của Ukraine, họ tiếp cận đối phương. Ông Fedorenko giải thích thêm, đối với người Nga, mọi thứ đã khác, họ có đủ nguồn lực, bao gồm cả nhân lực. Trên một mặt trận ngắn, trong vài ngày, đối phương có thể mất hơn 100 người thuộc các nhóm tấn công Stormjet. Điều này là một thông lệ bình thường đối với họ. Họ liên tục gửi thêm người từ 200 tới 300. Chiến thuật như vậy đã được họ sử dụng ở Bakhmut. Ở một diễn biến khác, Viện Nghiên cứu về Chiến tranh của Mỹ nhận định Ukraine phản công ở ít nhất hai khu vực. Theo Viện Nghiên cứu về Chiến tranh của Mỹ, các lực lượng Ukraine đã tiến hành các hoạt động phản công ở ít nhất hai khu vực của mặt trận vào ngày 20 tháng 6. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng của họ tiếp tục các hoạt động tấn công trên biên giới hành chính giữa các tỉnh Zaporizhia và Donetsk và ở phía tây Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thì tuyên bố rằng các đơn vị của nhóm lực lượng phía đông đã đẩy lùi bốn cuộc tấn công của Ukraine ở gần Orykiv thuộc tỉnh Zaporizhia và ở phía tây tỉnh Donetsk. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bà Hanna Maria đã báo cáo vào ngày 19 tháng 6 rằng các lực lượng Nga đã huy động lực lượng đáng kể để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine, gây khó khăn cho các bước tiến của Ukraine. Bà Maria còn nói thêm rằng các hoạt động đang diễn ra của Ukraine có một số nhiệm vụ không chỉ tập trung vào việc giải phóng lãnh thổ, mà các lực lượng của Ukraine vẫn chưa bắt đầu giai đoạn chính của hoạt động phản công. Ở một diễn biến khác, cũng theo Viện Nghiên cứu về Chiến tranh của Mỹ, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục đáp trả các hoạt động phản công của Ukraine với mức độ tương đối cao về tính nhất quán trong tuyên bố. Cho thấy Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã học được từ việc xử lý sai trên không gian thông tin trong quá khứ trong các cuộc phản công trước đây của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã phát biểu trước Hội đồng Bộ Quốc phòng vào ngày 20 tháng 6 và bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách đề cập đến các hoạt động phản công đang diễn ra của Ukraine ở phía tây Donetsk và Zaporizhia ông Shoigu tuyên bố rằng cuộc phản công bắt đầu vào ngày 4 tháng 6, phù hợp với đánh giá trước đó của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ về thời điểm của cuộc phản công bắt đầu. Ông Sergei Shoigu cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã tiến hành 263 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Nga kể từ ngày 4 tháng 6, nhưng phủ nhận rằng các lực lượng của Ukraine đã giành được lợi ích ở bất kỳ đâu trên chiến trường. Còn theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, điều đó trái ngược với bằng chứng định vị địa lý có sẵn công khai về những bước tiến của lực lượng Ukraine. Việc ông Shoigu đề cập đến cuộc phản công một cách công khai và tương đối bình tĩnh như vậy, ngay cả khi vẫn duy trì sự phủ nhận điển hình của Bộ Quốc phòng về những thành công của phía Ukraine là một bước ngoặt đáng chú ý sau việc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thất bại trong việc chuẩn bị một phản ứng thống nhất đối với các cuộc phản công ở Kharkiv và Kherson của Ukraine trong năm 2022 và kết quả là sự hoảng loạn trong không gian thông tin của Nga cho thấy không gian thông tin của Nga đã phần nào thích nghi và rút kinh nghiệm từ những thời điểm sụp đổ trong quá khứ. Chuyển đến phần tin tức khác, Bộ Đào Nha đã viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều hơn khả năng của họ và lô K-32 dù không hoạt động tốt cũng có ý nghĩa lớn vì điều này. Ngay cả khi những cỗ máy này chỉ phù hợp với tư cách là nhà tài trợ phụ tùng, thì chúng cũng cần thiết cho lực lượng vũ trang của Ukraine. Bộ Quốc phòng Bồ Đào Nha đã thông báo rằng họ đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp thêm 14 xe bọc thép chở quân bánh xích M113 và một khẩu đội pháo 105 ly. Chính xác có bao nhiêu lựu pháo và là loại nào đã không được làm rõ, nhưng quân đội Bồ Đào Nha có hai loại hệ thống pháo như vậy đang phục vụ là L119, 17 chiếc vào năm 2022, và M101A1, có 21 chiếc vào năm 2022. Cho đến nay, được biết Bồ Đào Nha đã đặc biệt gửi tới Ukraine khoảng 3 xe tăng Leopard 2A6, 45 xe thiết giáp chở quân M113 và 7 xe chỉ huy và tham mưu M577. Và vì vậy, có thể khái quát rằng Bồ Đào Nha đã cung cấp cho chính quyền Ukraine lực lượng tương đương với một trung đội xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây và hai tiểu đoàn cơ giới M113. Con số này thực sự khá nhiều nếu xét đến khả năng hạn chế của chính Bồ Đào Nha lực lượng trên bộ của họ chỉ có 13.500 binh lính. Cũng cần bổ sung thêm rằng Bồ Đào Nha cũng đã tham gia liên minh hàng không F-16 cho Ukraine. Quốc gia này sẵn sàng cung cấp cơ sở vật chất để đào tạo phi công cho Ukraine dù không thể phân bổ tiêm kích do số lượng hạn chế. Họ chỉ có 4 máy bay F-16 AM cùng với 4 chiếc F-16 BM huấn luyện và chiến đấu. Vào tháng 10 năm 2022, sau một cuộc họp khác của sáng kiến Ramstein, Bồ Đào Nha đã tuyên bố họ sẵn sàng chuyển giao 6 chiếc KA-32A-11VS tìm kiếm và cứu nạn cho chính quyền Ukraine. Thoạt nhìn thì nó giống như một đề xuất, sách vali không quai. Bởi vì những chiếc trực thăng này đã không hề cất cánh trong vài năm và việc bảo dưỡng chúng cũng không được thực hiện do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Liên bang Nga. Nhưng nếu nhìn từ khía cạnh khác, KA-32 được tạo ra như một trong những phiên bản dân sự của KA-27 hoạt động trên hàng không mẫu hạm. Và có lẽ món quà này của người Bồ Đào Nha nên được xem xét chính xác theo cách này. Đó là người Ukraine có thể tháo rời những chiếc KA-32 đang gặp trục trặc thành phụ tùng thay thế cho KA-27. Hơn nữa, ở đây cần nhắc lại một trong những thông báo được đưa ra vào cuối năm 2021. Hải quân Ukraine đang muốn thay thế KA-27 của Liên Xô, đặc biệt là do tình trạng thiếu linh kiện liên tục. Rất có khả năng KA-32A11VS của Bồ Đào Nha có thể được sử dụng trong vai trò này và nếu điều này được xác nhận thì đó sẽ là một tin tốt cho phía Ukraine. Do Liên bang Nga thường xuyên đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, Ukraine cần phương tiện để tiến hành chiến tranh không chỉ trên bộ mà còn trên biển. Chuyển đến phần thông tin khác Phân tích khả năng dùng hệ thống điều khiển từ những năm 80 cho xe tăng Kamikaze của Nga Lần đầu tiên trong cuộc chiến toàn diện, quân đội Nga đã sử dụng xe tăng cảm tử hay xe tăng Kamikaze để chống lại Ukraine dựa trên những chiếc T-54, T-55 được đóng gói với 6 tấn thuốc nổ. Thức phim quay lại đã cho thấy cuộc tấn công không thành công. Các binh sĩ của Ukraine đã tiêu diệt chiếc xe tăng Kamikaze này cách vị trí của họ 100 mét. Theo trang tin quân sự Defense Express, rõ ràng trong trường hợp cụ thể này, người Nga đã không sử dụng hệ thống điều khiển từ xa mà chỉ chặn bàn đạp ga bằng một viên gạch hoặc thứ gì đó để chiếc xe tăng có thể lao thẳng về phía trước. Nhưng ở đây, điều đáng lưu ý là người Nga có thể có hệ thống điều khiển từ xa cho xe tăng trong kho do Liên Xô phát triển. Cuộc thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra vào những năm 1980. Có dữ liệu công khai về việc này, ví dụ, vào năm 1982, quân đội Liên Xô đã tiến hành thử nghiệm xe tăng T-54 điều khiển từ xa. Hệ thống điều khiển giúp khởi động động cơ và chuyển động của phương tiện từ một nơi khác, điều khiển chuyển động và điều khiển từ xa, quay và dừng khi đi đến một điểm nhất định hoặc trong các cuộc tập trận vào năm 1981 và năm 1983. Quân đội Liên Xô đã thành lập một số đơn vị với tổng số 120 mục tiêu tự hành được sản xuất trên cơ sở pháo tự hành Su-100 từ Thế chiến thứ hai. Chức năng của những cỗ máy được điều khiển từ xa như vậy không chỉ cho phép điều khiển chuyển động mà còn có thể tiến hành tấn công. Nhưng phải khởi động số đầu tiên trước, sau đó mới bật hệ thống điều khiển từ xa và phạm vi điều khiển hầu như không vượt quá vài km. Theo trang tin Defense Express, Bước tiếp theo là sự xuất hiện của hệ thống điều khiển từ xa cho xe tăng T72. Bộ phận điều khiển được lắp đặt ở vị trí của người lái xe, các lệnh được đưa ra bằng radio, phạm vi điều khiển là từ 1 cho đến 2 km. Không có dữ liệu công khai nào về chỉ số của bộ công cụ điều khiển xe tăng từ xa của Liên Xô và có bao nhiêu hệ thống như vậy có thể đã được sản xuất. Chỉ có thông tin đề cập rằng, kênh điều khiển vô tuyến về cơ bản chỉ có thể điều khiển một xe tăng mục tiêu và bộ phận điều khiển trong các hệ thống như vậy, rõ ràng có thể được đặt trên bất kỳ xe tăng chiến đấu chủ lực kiểu Liên Xô nào. Với điều kiện ban đầu như vậy, không nên loại trừ khả năng quân đội Nga sẽ cố gắng mở rộng quy mô thực hành xe tăng Kamikaze và để điều khiển những vũ khí như vậy, họ có thể sử dụng các hệ thống điều khiển từ xa có từ những năm 1980. Tiếp tục liên quan đến vấn đề vũ khí khí tài, vội vàng vũ trang cho Ukraine, vũ khí đã mua nhưng không được chuyển giao hoặc không thể hoạt động. Tờ Thời báo Nhật Bản đã có bài viết vào hôm 21 tháng 6 cho rằng người Ukraine đã trả cho các nhà thầu hàng trăm triệu đô la Mỹ cho những vũ khí chưa được chuyển giao và một số vũ khí được công bố rộng rãi do các đồng minh của họ tặng đã cũ nát đến mức chúng được cho là chỉ phù hợp để thay thế. Các tài liệu của chính phủ Ukraine cho thấy, tính đến cuối năm ngoái, nước này đã thanh toán cho các nhà cung cấp vũ khí Số tiền lên tới hơn 800 triệu đô la kể từ cuộc chiến chống lại Nga vào tháng 2 năm 2022 cho các hợp đồng không được thực hiện hoàn toàn hoặc một phần. Hai người liên quan tới việc mua vũ khí của Ukraine đã nói rằng một số vũ khí bị thiếu cuối cùng đã được chuyển giao và trong các trường hợp khác, những người mua giới đã hoàn lại tiền. Nhưng vào đầu mùa xuân năm nay, hàng trăm triệu đô la đã được trả kể cả cho các công ty nhà nước để mua vũ khí không bao giờ thành hiện thực, một trong những nguồn tin này cho biết theo thời báo Nhật Bản. Volodymyr Havrilov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine phụ trách mảng mua sắm vũ khí, đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng chúng tôi đã có những trường hợp trả tiền nhưng không nhận được hàng. Ông cho biết chính phủ năm nay đã bắt đầu phân tích các giao dịch mua trước đây và loại trừ các nhà thầu có vấn đề. Rất nhiều vấn đề là không thể tránh khỏi trong cơn mua sắm vũ khí điên cuồng ở quy mô như của Ukraine Kể từ khi Nga tấn công qua biên giới vào năm ngoái, các đồng minh phương Tây của họ đã gửi cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Tính đến tuần trước, chỉ riêng Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ quân sự trị giá khoảng 40 tỷ đô la và nhiều hơn nữa về hỗ trợ tài chính và nhân đạo. Và các đồng minh châu Âu cũng đã đóng góp hàng chục tỷ đô la. Ngoài ra, Ukraine đã chi hàng tỷ đô la cho thị trường vũ khí tư nhân. Nhiều hoạt động chuyển giao từ các đồng minh phương Tây có liên quan đến vũ khí hiện đại như hệ thống phòng không của Mỹ đã chứng tỏ hiệu quả cao trước máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Nhưng trong những trường hợp khác, các đồng minh đã cung cấp các thiết bị dự trữ mà chúng cần phải đại tu toàn diện. Các chuyên gia quốc phòng cho biết có tới 30% kho vũ khí của Ukraine đang được sửa chữa, một tỷ lệ quá cao đối với một quân đội cần mọi loại vũ khí có thể để phản công. Ben Barry, một chuyên gia chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, đã cho biết nếu tôi là người đứng đầu một đội quân đã tặng trang thiết bị cho Ukraine, tôi sẽ rất xấu hổ về mặt chuyên môn nếu tôi để mọi thứ trở nên tồi tệ. Việc chuyển giao 33 khẩu lựu pháo tự hành gần đây do chính phủ ý tặng là một ví dụ điển hình. Các video cho thấy khói đã bốc lên từ động cơ của một chiếc và chất làm mát động cơ dò dỉ từ một chiếc khác. Bộ Quốc phòng Ý đã cho biết trong một tuyên bố rằng các phương tiện này vốn đã ngừng hoạt động nhiều năm trước nhưng phía Ukraine vẫn yêu cầu chúng được đại tu và đưa vào hoạt động do nhu cầu cấp thiết về phương tiện để đối mặt với các cuộc tấn công của Nga. Các tài liệu của chính phủ Ukraine cho thấy Bộ Quốc phòng nước này đã trả số tiền là 19,8 triệu đô la Mỹ cho một đại lý vũ khí của Mỹ. Ultra Defense Corp có trụ sở tại Tampa, Florida để sửa chữa 33 khẩu lựu pháo, một trong các tài liệu cho biết. Vào tháng 1, 13 trong số những khẩu lựu pháo đó đã được chuyển đến Ukraine nhưng khi đến nơi chúng đã không phù hợp cho các nhiệm vụ chiến đấu. Các quan chức ở thủ đô Kyiv đã cáo buộc Antra Defense đã không hoàn thành công việc đáng lẽ phải hoàn thành vào cuối tháng 12. Giám đốc mua sắm quốc phòng của Ukraine Volodymyr Pikujo đã viết trong một bức thư vào ngày 3 tháng 2 gửi cho Tổng thanh tra ngũ giác đài rằng công ty Mỹ cung cấp dịch vụ của họ trước đó không có ý định thực hiện nghĩa vụ của họ. Giám đốc điều hành của Antra Defense Matthew Herring đã phủ nhận mạnh mẽ lời buộc tội khi nói rằng mỗi chiếc đều hoạt động khi chúng tôi giao chúng. Ông đã viết trong một tin nhắn vào tháng này rằng người Ukraine đã không bảo dưỡng đúng cách các khẩu pháo sau khi chúng được bàn giao. Điều đó bao gồm một chiếc bị dò dỉ chất làm mát, thứ mà ông nói đã xuất hiện một cách kỳ lạ sau khi giao hàng ở Ukraine. Tổng thanh tra của ngũ giác đài đang điều tra vấn đề, theo một quan chức quốc phòng Mỹ và một người Mỹ đã làm việc với Ukraine để mua bán vũ khí các quan chức Ukraine hầu như không hề lên tiếng phàn nàn công khai về thiết bị bị hỏng, để không làm mất mặt các nhà hảo tâm của họ. Ông Havrilov thì nói, có vấn đề về chất lượng đối với một số lựu pháo, nhưng chúng tôi phải nhớ rằng đó là một món quà. Nhưng chính phủ ở Kyiv đã trở nên mệt mỏi. Một quan chức cấp cao khác của Ukraine cho biết, khi được thông báo rằng họ có đủ vũ khí của phương Tây, nhưng thực chất là một số vũ khí đến trong tình trạng tồi tệ hoặc là không thể sử dụng được chúng bị loại khỏi chiến đấu để được tháo tung ra lấy bộ phận linh kiện. Quan chức này, giống như một số người khác được phỏng vấn, đã phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận thẳng thắn về một vấn đề an ninh vô cùng nhạy cảm, có nguy cơ gây xích mích giữa các đồng minh. Bộ Quốc phòng Ukraine đã từ chối yêu cầu bình luận của Thời báo Nhật Bản. Sau khi Ukraine giành được độc lập vào năm 1991, nước này đã kiếm được một khoản tiền đáng kể bằng cách đem bán bớt các mặt hàng từ kho vũ khí phong phú thời Liên Xô kho vũ khí của đất nước bị thu hẹp, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych, nhà lãnh đạo thân Nga của Ukraine vào đầu những năm 2010. Trong những năm sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, một cuộc tranh luận sôi nổi đã nổ ra về việc có nên khôi phục ngành công nghiệp vũ khí của nước này hay không và ở mức độ nào. Nhưng những thay đổi diễn ra chậm chạp, và khi chiến tranh bùng nổ vào năm ngoái, Ukraine thấy mình tuyệt vọng về vũ khí và đạn dược. Các nhà lãnh đạo của họ đã phải tranh giành để tìm kiếm vũ khí ở bất cứ nơi nào họ có thể. Ông Havrilov đã cho biết nhiều nhà môi giới không đáng tin cậy, họ tới đông đảo với những lời đề nghị. Các tài liệu mà truyền thông của nước ngoài có được được tạo ra bởi một cuộc kiểm tra của chính phủ Ukraine trong năm nay, cho thấy một số bộ hợp đồng chưa được giao có giá trị nhất là giữa Bộ Quốc phòng và các công ty vũ khí nhà nước Ukraine hoạt động như những nhà môi giới độc lập. Trong những tháng gần đây, Bộ Quốc phòng Ukraine đã kiện ít nhất hai trong số các công ty nhà nước đó về các hợp đồng không được thực hiện, và Ukraine gần đây đã công bố các cuộc đại tu nhằm làm cho các công ty đó hoạt động hiệu quả hơn. Cũng có vấn đề với các thiết bị do phương Tây tài trợ. Điều này góp phần khiến một số thiết bị được chuyển giao quá muộn hoặc không thể đoán trước, làm phức tạp thêm kế hoạch phản công của người Ukraine. Một báo cáo của Tổng thanh tra Ngũ Sắc Đài đã công bố vào cuối tháng 5 minh họa một số vấn đề. Vào mùa hè năm ngoái, một đơn vị quân đội Hoa Kỳ đã được lệnh vận chuyển 29 chiếc Humvee đến Ukraine từ một kho hàng ở trại Arijan, một căn cứ ở Kuwait. Theo báo cáo của ngũ sắc đài, mặc dù các lãnh đạo của đơn vị trước đó đã nói rằng tất cả trừ một chiếc Humvee đều có khả năng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ. Một cuộc kiểm tra ban đầu sau khi nhận được đơn đặt hàng cho thấy 26 chiếc trong số đó đã quá hỏng để có thể tham chiến. Đến cuối tháng 8, các nhà thầu đã sửa chữa hàng loạt, hộp số, pin chết, dò dì chất lỏng, đèn hỏng, chốt cửa và cải dây an toàn trên những chiếc Humvee, đồng thời báo cáo rằng tất cả 29 chiếc đã sẵn sàng đến Ukraine. Công việc đã được xác minh bởi đơn vị quân đội ở Kuwait. Nhưng khi những chiếc Humvee đến một căn cứ ở Ba Lan, các quan chức phát hiện ra rằng lốp của 25 chiếc đều đã bị hỏng. Báo cáo của ngũ giác đài cho biết phải mất gần một tháng để tìm đủ lốp xe thay thế. Điều này làm chậm quá trình vận chuyển các thiết bị khác tới Ukraine và đòi hỏi thời gian và công sức đáng kể. Đơn vị quân đội tương tự ở Kuwait cũng được cho là đã gửi 6 khẩu pháo M777 tới Ukraine chỉ vài tuần sau khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, báo cáo của ngũ giác đài đã cho hay, hóa ra liệu pháo cần được bảo dưỡng kỹ lưỡng trước khi chúng có thể được vận chuyển, bởi vì chúng đã không được kiểm tra dịch vụ thường xuyên trong 19 tháng. Các thanh tra đã kết luận vào tháng 3 năm 2022 rằng ít nhất một chiếc ở tình trạng tồi tệ đến mức có thể giết chết ai đó nếu cố gắng sử dụng nó. Ba tháng sau, những khẩu lựu pháo đã được sửa chữa và chuyển đến trung tâm ở Ba Lan. Nhưng các quan chức ở đó vẫn kết luận rằng cả sáu chiếc đều có lỗi khiến chúng không thể thực hiện được nhiệm vụ. Theo kết quả cuộc kiểm tra của ngũ giác đài, chúng đã được sửa chữa ở Ba Lan trước khi được gửi đến Ukraine. Vào tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã công bố kế hoạch chuyển giao pháo tự hành AS-90 cho Ukraine, bao gồm cả một số chiếc trong các trạng thái sẵn sàng khác nhau. Bộ Quốc phòng Anh đã cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 3 năm nay rằng 12 chiếc cần được Ukraine hoặc là tân trang hoặc là khai thác để thay thế. Quan chức cấp cao của Ukraine cũng đã xác nhận rằng họ cần cung cấp phụ tùng thay thế cho những chiếc khác. Kính thưa quý vị, chương trình toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine sáng ngày 22 tháng 6 của DKN xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái chào tạm biệt.